mình sẽ không kiểu đảo mắt lung tung. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tôi Là Bùi. Và trong clip của ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho mọi người một vài cách, cụ thể là 6-7 cách gì đấy, để cho mọi người có thể thuyết trình một cách tự tin hơn. Cùng bắt đầu với mình nhá. Thật ra thì mình đã có ý định làm cái clip chia sẻ về những cái kinh nghiệm thuyết trình của mình từ năm ngoái cơ. Tại vì là sau một lần mình thuyết trình môn tâm lý học ứng dụng thì là đã có một bạn biết đến kênh YouTube của mình và bình luận ở dưới bảo là làm thế nào để mình có thể thuyết trình một cách tự tin như vậy. Mình đã định làm một cái video chủ đề này từ lúc đó, tuy nhiên thì mình đã trì hoãn và đến bây giờ mình mới làm video thì rất là sorry bạn. Rồi, ok, vậy thì hãy cùng vào chủ đề chính của clip này nhá. Kinh nghiệm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến mọi người làm thế nào để có thể thuyết trình tự tin hơn, đấy là hãy luôn luôn chuẩn bị và luôn luôn có kế hoạch B. Chuẩn bị thì sẽ chuẩn bị những cái gì? Ví dụ như là chuẩn bị trước một cái kịch bản, chuẩn bị slide, rồi là chuẩn bị các thứ cơ bản để mà có thể thuyết trình được, mic, loa, vân vân. Và luôn luôn phải có kế hoạch B. Nếu như máy của bạn không cắm, không kết nối được với máy chiếu thì bạn sẽ phải làm gì? Nếu như mic hỏng thì bạn sẽ phải làm gì? Nếu như những người ở dưới mà không chịu nghe, không chịu tương tác với bạn thì bạn sẽ phải làm gì? Đó là những cái mà các bạn sẽ phải lường trước được khi mà các bạn thuyết trình. Nếu như mà slide cũng không chiếu được, máy của các bạn không kết nối được thì các bạn sẽ phải in sẵn những cái slide của các bạn ra thành những cái bản A4 hoặc là A5. Hoặc là nếu như mà không có kinh phí thì bạn có thể in ít thôi để cho một nhóm người, phát cho một nhóm người họ dùng. Để nếu như mà lỡ mà máy của bạn có bị vấn đề gì hay máy chiếu có gặp trục trặc thì các bạn cũng không bị gián đoạn cái bài thuyết trình của mình. Trường hợp mà mic của các bạn có bị làm sao thì nếu như mà chỉ là trong một cái khán phòng bình thường thôi thì bạn hãy cố gắng điều chỉnh cho giọng của mình to hơn một chút. Còn với những cái mà hội trường quá là rộng hay là những cái buổi thuyết trình mà thực sự rất quan trọng thì hãy chuẩn bị thêm một cái mic nữa cho bạn để có thể hoàn thành cái bài thuyết trình thật là tốt. Một vấn đề mà cũng không ít người gặp đấy là những cái người ở dưới họ không chú ý đến bài thuyết trình của bạn, hay là họ không chịu tương tác, họ không lắng nghe vân vân, và sẽ khiến cho các bạn cảm thấy buồn, cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình, cảm thấy nhàm chán. Thì các bạn có một vài cách, có thể áp dụng các cái cách của mình. Cách đầu tiên thì là mình sẽ chơi trò chơi. Đây là một cách rất là phổ biến để mà có thể tăng được tương tác giữa diễn giả và người nghe. Cách thứ hai mà mình áp dụng, mà mình học được từ giáo viên của mình, giảng viên của mình trên đại học, đấy là đột ngột thay đổi tông giọng. Ví dụ như là thầy đã một cái, thế là tất cả mọi người giật mình và tất cả đều phải tập trung vào thầy. Hay là thầy sẽ hỏi ngược lại, chẳng hạn hỏi ngược lại xem là thầy không hỏi là thầy đang nói về cái gì và bắt bạn nhắc lại, nhưng mà hãy hỏi họ những câu hỏi mà liên quan đến kiến thức, liên quan đến nội dung mà bạn vừa chia sẻ. Như vậy thì bạn sẽ khiến vừa được gây được sự chú ý với những người khác để họ chú ý đến cái nội dung mà bạn đang nói, lại vừa có thể lấy lại phong độ của bạn và cho mình được một ít thời gian để mình có thể hít thở và để tiếp tục được bài thuyết trình một cách tốt hơn. Cái kinh nghiệm thứ hai của mình khi mà các bạn thuyết trình đấy là hãy luyện tập trước gương trước để điều chỉnh cơ mặt cũng như là tông giọng. Có nhiều người khi mà thuyết trình, cái nội dung thuyết trình của họ rất là hay, cái content của họ rất là hay, tuy nhiên thì cái một là cái cách họ biểu hiện ra nó chưa được hấp dẫn, chưa được thú vị cho lắm. Thế nên là rất là nhiều người ở dưới họ không nắm bắt được, họ không có hiểu được cái content mà người ta muốn truyền tải là gì, và người ta cảm thấy chán, người ta không có tập trung. Thứ hai là về cơ mặt và về tông giọng. Nhiều khi là cái content rất là thú vị nhưng mà cái giọng của chúng ta quá nhỏ, hay là giọng của chúng ta quá là đều, cơ mặt thì không có nhiều cảm xúc cho lắm. Đó cũng là một trong những lý do mà khiến cho bài thuyết trình của chúng ta bị. Vì thế nên là hãy chịu khó trước khi mà có một cái bài thuyết trình nào đó, trước khi mà có một cái buổi mà cần phải đứng để nói trước đông người, thì hãy luyện tập trước gương, luyện tập trước cam trước như thế này để điều chỉnh được cơ mặt và tông giọng nhé. Cái kinh nghiệm thứ ba của mình khi mà thuyết trình đấy là mình sẽ nhìn vào một điểm nhất định và sau đấy thì mình sẽ di mắt của mình sang một điểm khác. Mình sẽ không kiểu đảo mắt lung tung mà mình sẽ nhìn vào một điểm. Ví dụ như là khi mà thuyết trình ở lớp thì mình sẽ nhìn vào cái đứa bạn mà mình chơi thân, mình sẽ nhìn vào mắt nó để mình có thể lấy thêm động lực. Còn nếu như mà mình mà diễn thuyết ở đắp
từng có những cái lần năm cấp 2 đó mà mình phải diễn thuyết trước ban giám khảo để mình đi thi thuyết trình, hoặc là mình phải đứng trước trường để mình giới thiệu về một cuốn sách mà mình không được nhìn kịch bản, thì mình sẽ nhìn vào một điểm nhất định. Mình không nhất thiết phải nhìn vào mắt một ai đó nhé, mà mình sẽ nhìn vào một điểm nhất định, nhưng mà mình sẽ hướng cái điểm đó về cái chỗ mà có người đang ngồi. Mình sẽ nhìn vào điểm đó thì mọi người có thể nhìn mình, có thể tưởng là mình đang nhìn ai, nhưng mà thật ra là mình chỉ nhìn vào một điểm thôi. Và khi mà mình nhìn vào một cái điểm như vậy thì mình sẽ cảm thấy tự tin hơn và bình tĩnh hơn và bớt run để có thể hoàn thành được cái phần trình bày của mình. Cái cách thứ tư để mà có thể tăng được khả năng thuyết trình của các bạn lên, đấy là hãy tranh thủ luyện tập. Ví dụ như là khi mà chúng ta đi học hay là chúng ta thậm chí là đi làm, chúng ta sẽ có những cái buổi mà trình bày ý tưởng rất là nhỏ ở trong nhóm của chúng ta thôi. Ví dụ như là chỉ có vài ba người, ba bốn người, và mọi người sẽ phải brainstorm cái ý tưởng. Sau đấy thì mọi người sẽ trình bày những cái ý tưởng của mọi người ra. Thì hãy tranh thủ cái cơ hội đó và coi nó như là một cái buổi thuyết trình thực sự của các bạn, để các bạn có thể trình bày tôi tên là gì, và bây giờ thì tôi sẽ trình bày những cái ý tưởng của tôi về cái gì ... và kết thúc. Trên đây là phần trình bày của tôi và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu như mà các bạn có ý kiến phản hồi gì vân vân. Tóm lại là hãy trình bày những cái ý tưởng của các bạn, những cái ý kiến của các bạn, ngay cả khi mà các bạn ngồi trong lớp này, hay là khi mà các bạn trình bày trong nhóm này. Hãy trình bày nó như là một bài thuyết trình thực sự của các bạn. Và đây là kinh nghiệm thứ 5, cũng là kinh nghiệm cuối cùng mà mình muốn chia sẻ cho mọi người trong clip này. Đấy là nghe thì có vẻ không liên quan lắm, nhưng mà đấy là hãy ăn đủ ngọt. Mình đã hình thành cái thói quen này từ khi mà mình còn học cấp 2. Đấy là trước khi đi thi hay là trước khi làm những cái sự vụ gì mà rất là quan trọng, rất là kiểu khủng hoảng, kinh hoàng lắm ấy. Đi thi này, rồi là đi thuyết trình này, rồi vân vân. Mình sẽ ăn đồ ngọt, sô-cô-la, kẹo, vân vân, kẹo ngậm, đó. Mình sẽ ăn đồ ngọt để vừa là có thể kích thích cho não của mình được hoạt động hết công suất, mà vừa có thể giúp cho mình bình tĩnh lại và tạm thời giãn ra một chút để có thể tạm thời lơ là trước khi chính thức bước vào một cuộc chiến. Mỗi lần mà mình ăn đồ ngọt xong thì mình, cá nhân mình sẽ cảm thấy mình có thể ổn hơn, mình sẽ cảm thấy tự tin hơn, và mình có cảm giác như là mình đã nạp đủ năng lượng để sẵn sàng chiến đấu. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình, và mình mong là những cái cách của mình chia sẻ cho mọi người có thể giúp cho mọi người áp dụng được để đi thuyết trình một cách tự tin hơn, tốt hơn, cũng như là gặt hái được thành công hơn cả mong đợi. Và giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại. Đừng quên like và subscribe cho mình nhé. Bye bye.